tự nhiên nó qua nó lại một hồi, giờ tự nhiên con tôi xuống nó nghe phụ, còn cháu anh lên đóng vai chính. Tôi không biết, nhất quyết Candy nhà tôi phải đóng vai chính. Ờ kìa, có quy định nào là con cô phải đóng vai chính không? Cô cứ xưng xỉa như thế rồi làm sao bọn trẻ con nó thấy vui nó đóng kịch được? Ờ, cái quy định là Candy nhà tôi tương lai sẽ trở một ngôi sao và nó phải là vai chính, vậy thôi. Này nhá, có giải Oscar cho vai phụ đấy. Này nhá, có mâm xôi vàng cho vai chính đấy. Gớm mơ hơi xa đấy. Hình như bên đó cãi nhau, tụi mình không cần tập. Mẹ ơi, nhưng mà con muốn vô trường á, tập kịch cùng với bạn Bông nè. Mẹ nói không là không nha, không có mẹ nheo nha. Mẹ ơi, con xin mẹ nha mẹ. Khóc, khóc. Tiếc ghê á, tụi mình không có được tham gia chương trình Siêu Sao Nhí rồi. Cái gì? Siêu Sao Nhí là chương trình gì? Đúng rồi đó, còn số tiền lớn đang chờ đợi tụi mình để mua mấy tấn kẹo nữa. Có nghe nhầm không đấy? Siêu Sao Nhí à? Siêu Sao Nhí. Siêu Sao Nhí. Mẹ đổi ý rồi. Được, mẹ sẽ cho Candy tham gia Siêu Sao Nhí. Dạ, con cảm ơn mẹ. Cô Linh cho Candy thi rồi đó. Bác Vượng cho con tham gia luôn được không? Tất nhiên rồi. Cháu của bác Vượng đời nào lại thua kém con nhà ai. Đi thi nhá. Candy, con phải là Siêu Sao Nhí. Yeah, yeah. Bé Bông cũng sẽ đi thi và sẽ mang giải thưởng về cho bác Vượng nhé. Dạ. Yeah. Rồi, nhất trí nhá. Chị Tâm ơi, đầu chị hôi quá rồi kìa, hay là chị gọi đi, chứ em đứng gần chị hôi quá. Im mồm đi, đầu của tôi muốn gọi lúc nào thì tôi gọi. Lanh chanh. Sao chị Tâm chửi em? Không những chị chửi em, mà em dám nói thêm một lời nữa, chị đánh em luôn á. Thách chị luôn á. Thách nè. Thôi. Ủa? Hai đứa diễn gì kỳ vậy? Hai đứa diễn vậy không có giống như tấm cám mà mẹ biết. Không sao, hay mà, bác thích. Đấy là sự sáng tạo cho một phiên bản tấm cám mới. Sáng tạo cái gì? Sáng tạo nhanh là tầm bậy tầm bạ. Candy, con diễn dây tấm sao con giữ như bà chặn lửa vậy? Con đóng dây tấm á thì con phải dịu dàng, nết na thùy mị. Còn Bông, con diễn vai cám thì con phải đánh đá lên tí xíu. Còn con này còn hiền hơn tấm nữa. Chứ đằng này hai đứa diễn vậy là sai hết rồi. Thì khó cái gì đâu. Bây giờ cô thích tấm phải là tấm, cám phải là cám cái gì thì đổi vị trí. Bông, con qua bên này, con sẽ làm cô tấm. Candy, con được làm cám, thích nhá. Yeah. Ủa, anh Vượng, tự nhiên nó qua nó lại một hồi, giờ tự nhiên con tôi xuống nó nghe phụ, còn cháu anh lên đóng vai chính. Tôi không biết, nhất quyết Candy nhà tôi phải đóng vai chính. Ờ kìa, có quy định nào là con cô phải đóng vai chính không? Cô cứ xưng xỉa như thế rồi làm sao bọn trẻ con nó thấy vui nó đóng kịch được? Cái quy định là Candy nhà tôi tương lai sẽ trở một ngôi sao và nó phải là vai chính, vậy thôi. Này nhá, có giải Oscar cho vai phụ đấy. Này nhá, có mâm xôi vàng cho vai chính đấy. Gớm mơ hơi xa đấy. Hình như bên đó cãi nhau, tụi mình không cần tập đâu. Đi chờ. Đi đâu đứng lại. Ủa, con định đi đâu vậy? Mẹ ơi, tại sáng giờ tụi con tập nhiều quá, tụi con mệt, nên là cho tụi con đi chơi chút nha mẹ. Không có mệt mỏi gì ở đây hết trơn á. Con tập kịch đây xong, tí xíu nữa con phải học catwalk nè. Catwalk xong nữa khoảng là bây giờ, tí xíu nữa sau catwalk là con sẽ học kỹ thuật biểu diễn nè. Sau kỹ thuật biểu diễn sẽ học make up nè. Sau học make up nữa là con sẽ học thêm cái gì ta? À đúng rồi, hình thể và tiếng nói sân khấu nè. Trời ơi, học nhiều lắm nha. Cố gắng lên con, cố gắng lên. Ôi giời ơi, cô này, gớm cô nghĩ con cô là nữ siêu nhân hay sao ấy nhờ. Gớm làm như được Oscar ngay lập tức ấy. Kệ thật đấy. Anh mắc cười quá à. Con của tôi á, tương lai trở thành ngôi sao thì mình phải có kế hoạch rõ ràng. Đó, bây giờ tôi phải đầu tư cho nó để nó học. Anh ơi, muốn trở thành ngôi sao thì đổ mồ hôi sôi nước mắt. Muốn trở thành ngôi sao thì phải khổ luyện. Ôi giời ơi, nhìn nó kìa, to chừng nào kìa. Gấp thôi, kệ mẹ con cô cố gắng. Bông, qua đây với bác. Ừ, còn con em á thì phải khổ luyện để trở thành ngôi sao. Cái đi, đi với mẹ. Mẹ. Đi. Mẹ ơi. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Và đêm nay ai sẽ trở thành quán quân của Siêu Sao Nhí? Cảm giác thật là hồi hộp. Chắc hẳn quý vị cũng sẽ hồi hộp y như tôi. Và bây giờ
chúng ta sẽ đến với một tiểu phẩm rất là dễ thương của Bông và Candy, hai ngôi sao lớn của ngày hôm nay. Và bây giờ là câu chuyện tấm cám phiên bản 4.0 của sự thể hiện của Candy và Bông. Nè, chị đi gọi đầu đi, chứ chị hôi quá. Chị là con cú hay là con người mà sao chị hôi quá vậy? Chị gọi đầu đi. Mẹ, mà nhớ nha, chị gọi là chị phải gọi cho thật sâu nè, rồi gọi cho thật xa nè, như là chị bỏ cái rổ cá xuống đi. Nè, rồi á, chị đi gọi đi, còn đứng đó nữa. Mai đi nha, bây giờ mệt quá. Trời ơi, chị gọi đi chứ chị đứng đó hoài à. Với lại bà không gọi sao tôi bắt cá. Giờ ngủ rồi, đi nha. Cô ơi, bác Vượng ơi, sao hôm nay Candy diễn kỳ quá à? Candy, Candy, cái gì vậy? Con phải diễn đi chứ. Con mệt. Mệt gì? Tí xíu đăng quang là quán quân, lúc đó mình hết mệt à, hiểu không? Con mệt lắm rồi mẹ ơi. Con mệt là con mệt sao? Rồi bây giờ con muốn cái gì? Dạ, con muốn ngủ. Ngủ thì mình ngủ cả đời lận mà. Ngày nào cũng ngủ, còn siêu xem nhí một năm ta tổ chức con lần à. Ráng đi con gái, mẹ thương nha. Rồi bây giờ tập trung nè. 2, 3, giết. Candy, Candy cái gì vậy con? Candy, Candy, Candy sao vậy con? Candy, Candy ơi, anh ơi nó sao vậy? Trời ơi, nó bị sốt rồi. Sốt hả? Tất cả là tại cô đấy. Cô nhồi nhét cho lắm vào, bắt nó học đủ thứ, giờ mới ra cái nông nỗi này. Trời ơi cháu tôi. Chết rồi con ơi, sao cái nông nỗi này cán lên con? Trời ơi, bây giờ sốt vậy rồi, tí xíu nữa sao làm siêu sao nhí được? Siêu 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 cái gì? Siêu sao chả thấy đâu, giờ thấy một đống siêu vi trong người nó kìa. Candy. Chúng ta không bao bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha, và chẳng sẽ mãi mãi chờ chờ.